Kính chào anh chị đã đến với kênh Trang Nhà Phố. Hôm nay em Trang muốn review gửi tới quý anh chị một cái mặt bằng kinh doanh rất là đẹp tại trung tâm của thành phố Nha Trang. Cách cái ngã 6 á, chỉ có khoảng độ 300-400 m thôi nha quý anh chị. Nằm trên cái mặt tiền lên qua đường Lê Thành Phương ở trung tâm của thành phố Nha Trang luôn. Một cái mặt tiền kinh doanh rất là to đẹp luôn. Và hiện tại thì đang cho thuê để mở spa. Ngay bên cạnh là nha khoa này, cơ ba bốn cái ngân hàng xung quanh luôn. Đứng từ vị trí ngôi nhà có thể nhìn thấy rõ cái ngã 6 luôn. Anh chị có thể nhìn thấy ở trên màn hình. Chính là cái khu vực nhà thờ chính tòa Nha Trang ấy ạ, hay còn gọi là nhà thờ núi Nha Trang ấy ạ. Với cái vị trí của ngôi nhà này ấy, anh chị vừa có thể mua để ở rồi kinh doanh, hoặc là vừa có thể đầu tư để sinh dòng tiền hàng tháng, bởi vì cái mặt bằng kinh doanh này cho thuê sẽ rất là tốt luôn. Em mở cái Google Map lên cho anh chị có thể hình dung được chính xác rõ hơn vị trí ngôi nhà nha. Đó, ngôi nhà nằm ở chấm tròn định vị màu xanh đó, là vị trí em đang ở, vị trí ngôi nhà luôn. Từ vị trí ngôi nhà mà đi ra biển Nha Trang thì chắc tầm khoảng độ chưa đến 1 km đâu ạ. Và từ vị trí ngôi nhà mà đi đến vòng xoay ngã 6 chỗ như khu vực nhà thờ núi Nha Trang đây là chỉ khoảng độ 3 đến 400 mét thôi. Đó. Xung quanh đây là anh chị có thể nhìn thấy trung tâm của trung tâm khu vực ô bàn cờ luôn, rất là đẹp. Anh chị có thể nhìn thấy ở trên màn hình. Với cái khu vực như thế này á, là kinh doanh buôn bán cái mặt hàng gì hay là cái loại hình kinh doanh gì cũng rất là ok luôn nha. Như hiện tại thì đang cho thuê mở quán spa, thì anh chị cũng có thể cho thuê tiếp nối vào đấy không? Chẳng hạn. Nói chung là với cái vị trí xung quanh là bốn ba cái ngân hàng, ba cái ngân hàng luôn ạ. Và trung tâm của trung tâm như này thì chắc chắn là cái lưu lượng người giao thông rồi đi lại tới ngân hàng làm việc các cái là rất là nhiều luôn. Nói chung là cái vị trí của cái ngôi nhà này á thì anh chị thích là kinh doanh cái gì cũng đều ok luôn. Giao thông đi lại thì rất là thuận lợi luôn, nằm ở trung tâm luôn. Từ vị trí ngôi nhà mà đi ra ga Nha Trang chắc cũng khoảng không đến 1 km đâu ạ. Và từ vị trí ngôi nhà mà đi ra sân bay Cam Ranh á thì tầm khoảng 35 km nha. Ngôi nhà đối diện với ngân hàng Vietcombank nha, ngay cạnh bên đó chính là ngân hàng VIB. Và ngay cạnh ngã tư đó chính là ngân hàng Agribank. Nói chung là khu vực tập trung của tất cả các ngân hàng luôn. Kế sát ngay bên cạnh ngôi nhà đó chính là phòng khám đa khoa An Phát, rất là lớn tại Nha Trang luôn. Quay trở lại với ngôi nhà của chúng ta, ngôi nhà này thì có diện tích là 60 m² với chiều ngang là 4 m và chiều dài là 12 m, nằm trên con đường mặt tiền đường Lê Thành Phương rộng, hiện trạng là đang rộng 17 m và được quy hoạch lên là 20 m ạ. Thì cái ngôi nhà này có hướng đông bắc. Hiện tại chủ đang đưa ra với một mức giá rất là hấp dẫn luôn, 11 tỷ 800 ạ, cho một ngôi nhà nằm tại trung tâm của thành phố Nha Trang như thế này đây ạ. Anh chị thấy thế nào về cái mặt tiền kinh doanh này ạ? Nếu mà anh chị quan tâm đến cái vị trí ngôi nhà này thì hãy liên hệ cho em Trang theo số điện thoại 0931765286 em để trên góc màn hình. Em sẽ kết nối quý anh chị gặp trực tiếp với chủ nhà để có thể làm việc với cái về cái ngôi nhà có cái mặt tiền kinh doanh buôn bán rất là tốt như thế này nha. Cảm ơn anh chị đã theo dõi hết video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở trong những video tiếp theo nha.